Tình hình chung mà hầu hết các chủ doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải là ngày đêm phải vật lộn với guồng máy công việc mà vẫn không có đủ thời gian đầu tư vào việc quản lý kinh doanh. Họ bị mất kiểm soát trong công việc và cuộc sống, và thậm chí bị quản lý ngược lại bởi khối lượng công việc khổng lồ. Là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam thì phần lớn là các chủ doanh nghiệp vẫn đang đi làm thuê cho chính công ty của mình, và phần lớn thì họ chỉ là những người làm rất là tốt về mặt chuyên môn và họ đứng ra họ phát triển công ty của họ. Và bản chất của cái việc là xây dựng cho một doanh nghiệp ấy, thì họ gần như là không được đào tạo, gần như không có một ai được học một cách bài bản và chính thống. Trong năm 2014, Việt Nam có gần 75.000 doanh nghiệp được thành lập mới, nhưng đồng thời có tới hơn 67.000 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Phần đông trong số đó là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Với khao khát muốn hỗ trợ các chủ doanh nghiệp Việt Nam tạo bước đột phá trong kinh doanh, tháng 1 2015, ông Hồ Quang Minh đã quyết tâm mang chương trình huấn luyện doanh nghiệp Action Coach về Việt Nam. Giống như một đội bóng cần có huấn luyện viên chuyên nghiệp để giúp toàn đội chơi với phong độ đỉnh cao. Chương trình Action Coach giúp các doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp đạt được thành quả vững bền mà không quá lao lực. Hiểu được vai trò quan trọng của người coach đối với doanh nghiệp, Action Coach đặt tiêu chí chất lượng đội ngũ coach tương lai lên hàng đầu. Mình trước đây là mình cũng bị rối trong cái chuyện là xây dựng cả một cái hệ thống và quy trình luôn. Thì bây giờ mình có thể áp dụng được cái quy trình để xây dựng một cái doanh nghiệp phát triển của Action Coach, đã áp dụng vào chính cái doanh nghiệp của mình. Và hoàn toàn là mình dự định là trong vòng là 3 năm tới, thì khi đó mình không cần thiết phải nhúng tay vào trong doanh nghiệp nữa mà doanh nghiệp vẫn có thể phát triển. Ứng viên phải là người trên 35 tuổi, có trải nghiệm hệ thống quản trị doanh nghiệp trên 5 năm và đam mê ngành coaching. Tiếp theo, họ sẽ được huấn luyện và thẩm định trong vòng 3 tháng bởi các chuyên gia hàng đầu về Action Coach. Những doanh nhân xuất sắc nhất sẽ được cấp chứng nhận làm huấn luyện viên toàn cầu. Tính ra cho tới thời điểm hôm nay là tôi đã có 4 năm làm coach cho một số doanh nghiệp. Thì các doanh nghiệp khi tôi coach thông thường thì họ đi với tôi từ 3 cho đến 4 năm. Thì khi mà tôi coach thì với những kinh nghiệm của tôi có được khi tôi làm từ các tập đoàn đa quốc gia, và tôi được đào tạo rất tốt về chuyên môn để sử dụng nguồn nhân sự tốt hơn và chiến lược cho doanh nghiệp. Cho nên tôi mới coach theo kinh nghiệm cá nhân của tôi và theo những cái tôi đã được học. Tuy nhiên tôi thấy rằng là nó chưa có hệ thống, mặc dù tôi đã cố xây dựng hệ thống. Đứng một góc độ nào đó thì nó có hữu ích với các doanh nghiệp mà tôi coach. Nhưng khi tôi luôn luôn chăn trở là làm sao để xây dựng được một hệ thống kế thừa và nó không thụ thuộc vào chính tôi. Vì khi tôi đi làm, tôi chỉ làm được từ 3 đến 5 doanh nghiệp trong một năm thôi, tôi không thể nào làm nhiều hơn. Và lúc nào tôi cũng hỏi làm sao để tôi có thể làm nhiều hơn các doanh nghiệp khác. Khách hàng đến với tôi không thiếu, nhưng vì sức lao động của tôi không thể làm được. Nhưng khi tôi gặp Action Coach thì tất cả những cái mà tôi trăn trở lúc trước đó thì Action Coach hoàn toàn có hết. Và tôi không cần phải động não để viết ra hoặc đưa ra hệ thống, mà tôi chỉ cần học nó và mang nó ra áp dụng cho doanh nghiệp, và tôi nghĩ nó sẽ thành công hơn những gì mà tôi đã có. Khi tôi mà gặp những khách hàng hoặc tôi làm seminar thì rất nhiều anh chị là doanh nhân đã tìm thấy cái niềm đam mê của họ, và họ đã chủ động gọi điện đến tôi là làm thế nào để tôi có thể trở thành một người coach, hay là tiêu chí như thế nào để trở thành một người coach, bởi vì họ cũng tìm thấy cái sứ mệnh của họ là phải giúp đỡ người khác nhiều hơn. Khi họ kinh doanh thành công, khi họ thấu hiểu tất cả những cái chìa khóa, những cái nền tảng để điều hành doanh nghiệp, thì cái sứ mệnh của họ là giúp đỡ người khác. Chỉ cần 5 đến 10% những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam mà họ biết sử dụng cái công cụ Action Coach này thì chúng ta đã làm được một cái điều rất là tuyệt vời cho cộng đồng, sẽ là cả một cái nền kinh tế của đất nước chúng ta nó sẽ phát triển. Đội ngũ coach đạt chứng thực quốc tế và am hiểu thị trường địa phương sẽ trở thành người bạn đồng hành của doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ này sẽ giúp các chủ doanh nghiệp tiếp cận với hàng trăm chiến lược, hàng ngàn chiến thuật dễ ứng dụng nhất, nhanh nhất và cập nhật nhất để doanh nghiệp có những bước phát triển đột phá. Tôi rất ấn tượng với chất lượng học viên ở lớp học này. Nhiều người trong số họ có thành tích kinh doanh vô cùng ấn tượng, và họ đều có chung niềm đam mê giúp các doanh nghiệp khác cùng phát triển, cũng như hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Đó chính là tiêu chí quan trọng nhất của một nhà huấn luyện chuyên nghiệp. Action Coach hiện là một thương hiệu quen thuộc ở gần 60 quốc gia trên thế giới và đã đào tạo ra đội ngũ hơn 1.000 coach chuyên nghiệp với trung bình 15.000 lượt khách hàng mỗi tuần. Thu nhập của người coach phụ thuộc vào lợi nhuận gia tăng của doanh nghiệp. Theo thống kê, một coach có thu nhập từ 30.000 tới 1 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, doanh số lợi nhuận của coach
chỉ là con số rất nhỏ so với lợi nhuận gia tăng của doanh nghiệp được huấn luyện. Chẳng hạn như tại Bắc Kinh, Trung Quốc, chỉ trong một năm đầu đồng hành cùng đội ngũ coach, doanh số trung bình của các doanh nghiệp được coach tại đây đã tăng từ 200 đến 300%. Ngoài thu nhập, người làm coach có được rất nhiều lợi ích vô hình. Trở thành một người huấn luyện doanh nghiệp chuyên nghiệp có rất nhiều lợi ích, trong đó lợi ích quan trọng nhất là nó mang tới một mạng lưới quen biết rộng lớn để từ đó xây dựng những mối quan hệ đối tác kinh doanh về lâu dài. Khi mà bạn trở thành một cái người coach, đặc biệt là business coaching, thì bạn trở thành một cái người dẫn dắt rất là nhiều người. Mà bạn biết là chủ doanh nghiệp thì họ đều là những người ở cái tầng lớp nhận thức rất là tốt, và họ là những người thông minh, mà bạn lại trở nên là người dẫn dắt họ. Thì khi họ kiếm ra tiền thì có phải là cái cuộc sống của họ tốt hơn, gia đình của họ tốt hơn, doanh nghiệp của họ tốt hơn, và ở trong cái công ty đấy thì có biết bao nhiêu nhân viên của họ tốt đẹp hơn, thì cái sứ mệnh của mình hoàn thành. Đương nhiên khi sứ mệnh của họ hoàn thành thì không có lý do gì cái phần thu nhập của các cái coach cũng tốt lên. Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế quan trọng của châu Á. Nhiều chuyên gia nhận định động lực của nền kinh tế hiện nay đang chuyển dần về khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như vậy, sự lớn mạnh của cộng đồng Business Coach tại Việt Nam giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững, cũng chính là góp phần cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng, mạnh mẽ hơn.